Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn ạ. Tiếp tục hôm nay em sẽ gửi tới toàn thể quý anh chị và các bạn mình một lô đất có vị trí tại phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Lô đất này có vị trí ngang 6m nha quý anh chị, rất là đẹp. Và con đường phía trước đất này anh chị, con đường này thì nó có lộ giới khoảng tầm 7m ha, 7m hoặc hơn 7m một xíu. Cái hướng mà quý anh chị đang nhìn này là mình đi thẳng ra tới đường Bắc 53 và đường Bình Thung. Từ đây mình di chuyển ra đó khoảng tầm 100m nha anh chị. Còn từ vị trí của lô đất này thì mình di chuyển về khu vực phường Bình An này, chợ Bình An và đường DT743 cũng như là đường quốc lộ 1K cũng rất là thuận tiện. Chỉ trong vòng bán kính khoảng tầm 5 đến 600m thôi nha quý anh chị. Đây là một vị trí cũng rất là đẹp ha. Với một lô đất ngang 6m và chiều dài lên tới 24m nha anh chị. Ở phía trên lô đất này thì có một căn nhà. Ở đây thì bán đất thôi quý anh chị ạ. Còn căn nhà thì sẽ được tặng kèm nha quý anh chị. Nhà cấp 4 ha. Tổng diện tích của lô đất này là 138m2 nha quý anh chị. Thổ cư là 63m. Nếu mà mình muốn lên thổ cư nữa thì còn lên được khoảng tầm 70m nữa nha quý anh chị. Lên thổ cư thoải mái ha. Ở khu vực này thì mình có thể xây được khoảng tầm 5 đến 6 tầng nha quý anh chị. Đây là mật độ xây dựng ở tại vị trí của lô đất này. Rồi đây là một lô đất mà theo như em thấy là cực kỳ đẹp nha anh chị. Với bề ngang lên tới 6m và chiều dài lên tới 24 ha. Rất là lý tưởng để cho mình xây nhà cửa ha, rất là đẹp. Đây căn nhà cấp 4 này là sẽ được tặng kèm theo lô đất này anh chị ha. Căn nhà cấp 4 này thì mình chỉ về sửa lại một xíu thì vẫn còn sử dụng được nha quý anh chị. Hoặc mình có thể cho thuê ha. Hiện tại căn nhà cấp 4 này thì trước dịch là cho thuê là 4 triệu một tháng. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì đang để trống nha quý anh chị, để bán ha. Sau khi bán thì nếu mà quý anh chị mình có nhu cầu thì mình có thể sơn lại một xíu thôi, rồi mình có thể cho thuê ha. Hoặc có thể mình vẫn ở được nha quý anh chị, nhà cấp 4 này vẫn còn xài tốt. Rồi còn lô đất này thì nó có hướng Tây Bắc nha quý anh chị. Bắc nhiều hơn Tây. Sẽ phù hợp với quý anh chị mình có cung mệnh là Tây Tứ Trạch nha quý anh chị. Nếu toàn thể quý anh chị mình quan tâm tới sản phẩm lô đất này thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho Hải để mình cùng đi xem thực tế ha, và xem giấy tờ sổ sách pháp lý. Và mức giá chính xác là 26 triệu một mét nha anh chị. Mức giá này còn thương lượng. Tổng tiền là 3,6 tỷ nha anh chị. Còn thương lượng chính chủ ha. Và có hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho toàn thể quý anh chị mình nếu như mình có nhu cầu vay ngân hàng. Rồi rất vui toàn thể quý anh chị mình sẽ đăng ký kênh Hoàng Hải Bất Động Sản để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất của bên em. Bên em chuyên nhận mua bán ký gửi bất động sản tại khu vực thành phố Di An và thành phố Thuận An, cũng như là khu vực thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị mình trong những video tiếp theo ha.